mười la mã sắc ca thiên chủ xuất hiện trong lúc hai vị đàm đạo cùng nhau như thế sắc ca thiên chủ suy nghĩ hôm qua vua vesantara đã cho Jujaka cả hai con mình nên quả đất đã rung động bây giờ giả sử một kẻ xấu xa nào khác xuất hiện và xin ngài chính nàng mát đi bậc đức hạnh vô song ý rồi đem nàng đi để vua ở lại một mình ngài sẽ bơ vơ khổ sở thôi được thế thì ta sẽ giả dạng một bà la môn đến xin mát đi như thế ta sẽ có thể giúp ngài đạt công hạnh tối thượng và do vậy nàng không thể bị đem cho bất cứ ai khác rồi ta sẽ trả nàng về Vậy là vào lúc rạng đông, Thiên chủ Sát Ca đến gặp Ngài. Bậc Đạo Sư giải thích việc này như sau. 621 Vậy khi đêm đã dần tàn và trời vừa mới tinh sương sáng dần, Sát Ca giả dạng đạo nhân lên đường thật sớm đến thăm Thảo Đường. 622 ta tin rằng hỡi thánh nhân ngài thường thịnh vượng an khương mọi bề với bao thóc lúa thu về và bao củ quả tràn trề ẩn am 623 ngày nay có bị phiền lòng vì loài rắn rít bọ ông quấy hoài hoặc bày giả thú tìm mồi chẳng hay ngài tránh mọi loài được chăng Bậc đại sĩ đáp 624 Cảm ơn ông hỡi đạo nhân Ta nay thịnh vượng an khương mọi bề Với bao thóc lúa thu về Và bao củ quả tràn trề ẩn am 625 Ta không phải chịu phiền lòng Vì loài rắn rít bỏ ông quấy hoài hoặc bày giả thú tìm mồi, ta đây tránh được mọi loài bình an. 626 Sống đây đã bảy tháng trường, và ông là vị đạo nhân thứ nhì, cầm cây gậy ở tay kia, để đi vào chốn rừng già thảo am. 627 Kính chào ông hỡi đạo nhân, mừng duyên hạnh ngộ đưa đường đến đây. Hãy vào chúc phúc cầu may, bước vào và rửa chân tay ta mời. 628 Bijala Tinduka lá tươi, Kasumari quả ngọt bùi thơm ngon. Trái cây như thể mật ong, chọn ngay hạng nhất la môn ăn nào. 629 Nước này lấy tự hang sâu, ẩn mình dưới ngọn đồi cao trong rừng. Xin mời hỡi bậc thánh nhân, uống vào cho thỏa tấm lòng ước ao. Trong khi hai vị đàm đạo vui vẻ như vậy, Ngài hỏi lý do vị kia đến đây. 630 Bây giờ vì lý do nào, hoặc duyên cớ dẫn ông vào đường đây? Vì sao ông kiếm rừng cây, ta xin ông giải điều này cho hay." Thiên chủ đáp: "Tâu đại vương, thần già rồi, nhưng thần đến đây xin ngài ban cho thần vương hậu mát đi, mong ngài ban nàng cho thần." Và thiên chủ ngâm vần kệ này: 631. "Giống như hồng thủy ngập đầy," và không hề có một ngày nào vơi. Đại vương thần đến vang này, xin ban vương hậu của ngài thần mong. Nghe vậy, bậc đại sĩ không đáp. Hôm qua ta đã cho một bà la môn cả hai con ta rồi. Này làm sao ta cho ông nàng mát đi, để rồi phải ở lại một mình trong rừng hoang? Không, Ngài như thể đang cầm cái túi đựng một ngàn đồng tiền trong tay. Bình thản không tham luyến, không chút vướng mắt trong tâm tư. Ngài làm cho núi rừng vang dội với lời kệ này. 632 Nhọc lòng ta chẳng giấu ông, Tuy nhiên trong nỗi khổ lòng riêng tư, Phát ban ta chẳng chần chừ Vì lòng hoan hỷ đến từ phát ban. Nói lời này xong, Ngài nhanh chóng lấy nước trong bình ra, đổ lên tay, rồi trao mát đi cho vị bà La Môn. Ngay lúc ấy, mọi việc thần kỳ đã xảy ra trước kia, lại được nghe thấy lần nữa. Bậc Đạo Sư giải thích việc này như sau. 633 Thế rồi bình nước vừa nâng, si vi quốc độ đại vương thuở nào Đem mát đi ấy liền trao bà La Môn nọ thẳng vào tay kia. 634. Kinh hoàng xảy đến tức thì, đất dày chuyển động ngay khi ấy liền. Ngài đem trao tặng vợ hiền mát đi cho khách viếng miền Thảo Am. 635. Mát đi chẳng chút mày nhăn Nàng không khó chịu khóc than bây giờ, lặng yên nhìn dạ suy tư. hẳn chàng biết rõ lý do đâu là. 636 Cả gia ly lẫn Cam-nha, ta đem cho một lão bà La-môn. Và Mát-đi vợ keo sơn chỉ vì tuệ giá cao hơn cả mà. 637 vợ hiền ta chẳng xấu xa và hai đứa trẻ con nhà cũng không nhưng vì tuệ giác viên thông với tâm ta thật bội phần thiết thân lúc ấy bậc đại sĩ nhìn lên mặt mát đi để xem nàng có thái độ thế nào thì nàng liền hỏi ngài tại sao nhìn nàng như thế và thét to với giọng sư tử hống các lời kệ sau 638 Vợ chàng từ thuở thanh xuân, Chính chàng là chủ nhân ông suốt đời. Tùy chàng muốn bán cho ai, Biểu không hoặc giết thân tôi tới nhà. Lúc ấy, Thiên chủ sát ca nhận thấy quyết định tối cao của nàng, liền ca ngợi nàng hết lời. Bậc đạo sư giải thích việc này như sau. 639 đáp lời khi ấy sắc ca thấy bao nguyện ước nàng vừa hướng tâm mọi điều chướng ngại dẹp xong ở trên trời lẫn ở trong nhân quần 640 đất bằng đã phải chuyển rung âm thanh tràn ngập mọi tầng trời cao chớp lòe sáng chói biết bao sóng rền vang vọng đồi cao bấy giờ 641 Narada với Babbata Cả hai hiền sĩ cùng hòa niềm vui Mọi thiên thần cõi ba mươi Hoan nghênh thành tích tuyệt vời khó khăn 642 Khó làm như các thiện nhân Phát ban như bậc chánh chân vẫn làm Ác nhân khó thể theo gương Cuộc đời mà bậc thiện lương sống hoài. 643 Vậy khi thiện ác lìa đời, giả từ cuộc sống ở nơi phàm trần, ác nhân vào ngục hạ tầng, thiện nhân đến cõi thiên thần tái sinh. 644 Cổ xe này thật cao minh, cả thê nhi được hy sinh cúng dường, nên không còn đọa bước đường, Việc này mang phước quả trong quải trời. Khi Thiên Chủ Sắc Ca bày tỏ sự tán đồng như vậy xong, Ngài nghĩ, Bây giờ ta không được trì hoãn nữa, Mà phải trao trả lại nàng và ra đi. Rồi Ngài ngâm kệ, 645 Nay ta trả lại cho Ngài, Mát đi hiền phụ tuyệt vời đẹp xinh, xứng đôi vừa lửa duyên tình, sống đời hòa hợp, an bình tối cao. 646 Như dây ràng buộc nhiệm màu, như là cá nước gặp nhau lạ gì. Cũng vậy Ngài với mát đi, đồng tâm hòa hợp, phu thê sắc cầm. 647 và 648 bốn mươi tám Cả hai đồng đẳng giống dòng, đôi bên cha mẹ cũng đồng gia môn. Nơi đây trong chốn thảo am, các ngài chung sống rừng hoang một mình, để rồi tiếp tục làm lành, ở ngay trong chốn rừng xanh là nhà. Nói vậy xong, ngài tiếp tục ban một điều ước. 649 Ta là Thiên Chủ Sắc Ca, đến đây thăm viếng ngôi nhà hiền nhân chọn ngay điều ước minh quân ta ban tám ước nguyện phần hiền vương ngài vừa nói vừa bay lên không sáng ngời như ánh chiêu dương lúc ấy bồ tát chọn các điều ước qua các vần kệ sáu trăm năm mươi và sáu trăm năm mươi sắc ca chúa tể thiên nhân khắp trần gian đã ban phần thưởng ta mong vương phụ chống giải hòa mong ngài hãy sớm gọi ta về nhà cho ta bảo tọa vương gia đầu tiên nguyện ước mong ta đạt thành 652 Ta không kết án tử hình Dù ai có phạm tội tình ra sao Mong ta cứu tử người nào Bị tù đầy Ý nguyện cầu thứ hai 653 Mong toàn dân chúng mọi người Khi cần giúp đỡ đến nơi ta liền Trẻ già lớn bé trung niên Và đây là chính ước nguyện thứ ba 654 Ta không tìm vợ người ta Chỉ vừa lòng với vợ nhà thiết thân Không chiều theo ý nữ nhân Thứ tư ước nguyện ta mong mỏi hoài. 655 Sắc ca thiên chủ xin ngài ban cho quý tử sống đời dài lâu, chánh chân chinh phục toàn cầu. Thứ năm nguyện ước ân sâu xin ngài. 656 Mỗi khi vừa hết đêm dài, vầng đông vừa hé, ban mai tiếp liền mong sao thực phẩm thần tiên cũng vừa xuất hiện ước nguyện sáu đây. 657. Mong sao thí vật đủ đầy, ta luôn ban phát rộng tay không ngừng. Với lòng sung sướng hân hoan, đây nguyện thứ bảy ta mong ước hoài. 658. Mong ta thẳng tiến lên trời, tự do giải thoát Khỏi nơi nhân quần, không còn sinh quải phàm trần, đây nguyền thứ tám, ta mong cầu Ngài. 659 Sắc ca thiên chủ quải trời, đã nghe Ngài nói, đáp lời như sau. Phụ vương Ngài chẳng bao lâu, sẽ mong gặp mặt con dâu tái hồi. Vừa nói lời này xong, Sắc ca trở về quải của Ngài bậc đạo sư giải thích việc này qua vần kệ. 660. Sắc ca thiên chủ hùng oai, Sư ra phu tướng nói lời này xong, sau khi ban đủ đạt ân, trở về thẳng cõi thiên thần trú an. Đến đây chấm dứt chuyện sắc ca thiên chủ. Sáu la mã đoạn kết Đại vương đi đón thái tử Bấy giờ Bồ Tát và Mát Đi sống hạnh phúc cùng nhau trong thảo am mà Thiên Chủ Sát Ca đã ban hai vị. Còn Ru cùng đôi trẻ tiếp tục cuộc hành trình dài sáu mươi dặm. Các thần linh vẫn chăm sóc đôi trẻ mỗi khi mặt trời lặn Ruzaka thường lấy cây liễu gai buộc chúng lại và để chúng nằm trên mặt đất. Còn chính lão lại sợ thú dữ nên trèo lên cây ngồi giữa các cành chĩa ba. Rồi một vị thần giả dạng Vesantara và một nữ thần giả dạng đi đến với đôi trẻ mở dây cho chúng được tự do xoa bóp tay chân tắm rửa mặc quần áo cho chúng rồi họ cho chúng ăn và ngủ trên chiếc giường thần tiên. Đến lúc rạng đông, họ lại đặt chúng nằm trong dây trói và biến mất. Như vậy, do sự giúp đỡ của thần linh, nên đôi trẻ đi đường không bị thương tích gì. Rujaka cũng được các vị thần dẫn đường. Vì thế, lão dự định đi đến vương quốc Kalinga. Nhưng trong vòng 15 ngày, lão đến kinh thành Jetuttara. Cùng đêm ấy, vua Sanjaya của nước Sivi nằm mộng một giấc mơ như vậy. Trong khi Ngài đang dự một buổi triều kiến quan trọng, có người đến dân Ngài hai đóa hoa. Ngài đeo chúng vào mỗi bên tay và phấn hoa rơi xuống ngực Ngài. Sáng hôm sau, Ngài thức dậy và hỏi các bà La Môn ý nghĩa giấc mơ ý. Các vị đáp, Tâu Đại Vương, các thân vương của ngài xa cách đã lâu, nay sắp trở về. Thế là sáng hôm sau, khi đã thọ hưởng đủ thứ cao lương mỹ vị, ngài ngự ra thiết triều, các vị thần nọ đưa lão bà La Môn này đến đặt lão trước sân chầu của cung điện. Trong chốc lát, vua nhìn thấy đôi trẻ và hỏi. 661 Mặt ai đây chiếu ánh vàng? khác nào lửa đốt khô rang nóng bừng, giống như mặt chiếc vòng vàng, nung trong ngọn đuốc héo tàn cả thôi. 662 Cả hai đều giống dáng người, đây là đôi trẻ nhà ai thế này? Kìa ra ly giống cậu trai, cả nhà cô gái chẳng sai chút gì. 663 Giống như sư tử thiếu nhi mới từ hang núi bước đi xuống đường. Giống nhau như thể đúc khuôn, khác nào các bức tượng vàng đứng kia. Sau khi khen ngợi chúng như thế, qua ba vần kệ, vua phái một vị triều thần đến gặp chúng và bảo đem chúng vào cho ngài. Vị ấy nhanh chóng mang chúng vào và vua hỏi lão bà La Môn. 664 Hiền nhân Paravaja, từ đâu đem lũ trẻ thơ đến vậy? Hãy mau nói rõ ta hay. Rujaka đáp 665 Muôn tâu nửa tháng trước đây có người đã đem lũ trẻ cho tôi hân hoan về việc làm người ban ân. Vua hỏi 666 nhờ tài dịu ngọt nói năng hay lời chân thật khiến ông được lòng từ đâu có các nhi đồng thí tài đệ nhất tôn ông nhận vậy Rujaka đáp 667 Vế Santara đại vương này sống trong rừng thẳm lâu ngày ẩn thân cho làm nô lệ gia nhân ngài như đất mẹ rộng lòng phát ban 668 Vết sáng ta, chính đại vương, cho tôi con ruột làm thân tôi đòi. Mọi người cầu phúc đến ngày, như muôn sông đổ biển khơi ngàn trùng. Nghe vậy, các triều thần chê bai với Santara. 669 Khi còn ở tại vương cung, làm điều sai trái, minh quân chẳng hề sao còn cho cả thiếu nhi khi ngài đã bị đuổi đi vào rừng. 670 hãy nghe ta cả quần thần thấy đang tề tự ở trong cung đình, sao vua ban chính quan mình để hầu hạ một gia đình khác kia. 671 cứ ban nô lệ nữ tỳ ngựa la và cả cổ xe để ngồi hoặc là cho cả bầy voi, nhưng sao cho chính cả hai con ngài. Nhưng cậu bé nghe vậy, không chịu nhận lỗi của cha mình, mà vung tay lên như thể nâng lấy núi Shineru Tu Di bị cuồng phong đánh ngã, và cậu ngâm vần kệ này. 672 Làm sao có thể cho ai, khi không có chút gia tài đất đai? ngựa la và cả bầy voi, cổ xe tỳ nữ tôi đòi cũng không. Vua đáp 673 Ông khen cha cháu ban ân, không lời chê trách lỗi lầm gì đâu. Nhưng lòng vương phụ thế nào khi cha trao các con vào tay kia? Cậu bé đáp 674 lòng ngài nặng triểu sầu bi lòng nung nấu chẳng khác chi lửa hồng mắt ngầu đỏ tựa cá hồng tuôn rơi lệ thảm đôi dòng xuống chân lúc ấy canya Gina lại nói sáu trăm bảy mươi lăm ông ơi xem lão la môn cứ ưa đánh đập lưng con mãi hoài với dây leo nọ liễu gai Giống như nô lệ tôi đòi xuất thân. Sáu trăm bảy mươi sáu và sáu trăm bảy mươi bảy Lão này không phải đạo nhân, vì đạo nhân phải tránh chân mới là. Lão này đội lốp quỷ ma, dẫn đi ăn thịt cả nhà trẻ con. Sao đành nhìn cháu đích tôn, bị lôi đi thật ác ôn bạo tàng. Vua thấy lão bà La Môn không để cho chúng đi, liền ngâm kệ. 678 Các con vương tử công nương, mẹ cha là chính quốc vương nước này. Xưa thường đeo sát sườn đây, sao bây giờ đứng như vầy xa xa? Cậu trai đáp 679 Chúng con dòng dõi vương gia, quốc vương là chính mẹ cha song toàn. Nhưng nay nô lệ đạo nhân, cho nên con đứng trong chừng xa xa. Vua đáp 680 Cháu yêu đừng nói vậy mà, nóng như thiêu đốt, lòng ta khô cằn. Thân ta như lửa cháy bừng, đứng ngồi quả thật, bất an bây giờ. 681. Cháu yêu đừng nói vậy mà, cháu làm ông thật xót xa buồn rầu. Ông mua cháu với giá nào, thoát thân nô lệ hãy mau cháu à. 682. Nói cho ông rõ thật thà, rồi ông sẽ trả cho bà La môn giá nào cha đã định phần khi cha đem cháu ban ân cúng dường. Cậu bé đáp. 683 Một ngàn đồng giá của con, phần em con muốn thoát thân nô tỳ trăm voi và mọi thứ kia, một trăm mọi thứ cha đà định luôn. Vua ra lệnh trả giá chuột hai cháu. 684 và 685 Cẩn thận mau trả đạo nhân, đúng theo giá được định phần cháu ta. Một trăm nam nữ gia nô, một trăm voi với đàn bò trăm con. Một trăm con ngựa trong chuồng, một ngàn đồng chẳng tiền vàng đúng cân. Sáu trăm tám mươi sáu và sáu trăm tám mươi bảy. Cẩn thận liền trả đạo nhân, ngay khi giá được định phần rõ ra. Một trăm nam nữ gia nô, một trăm voi với đàn bò trăm con. Một trăm con ngựa trong chuồng, Một ngàn đồng chẳng tiền vàng đúng cân. Sau đó, vua ban lão một cung thất bảy tầng. Lão bà La Môn được đại vinh hiển. Lão đem cất mọi thứ tài sản, Rồi đi vào cung, Đặt mình xuống tỏa sàn sang trọng, Và hưởng cao lương mỹ vị khi đôi trẻ được đem đi tắm rửa ăn uống và mặc áo quần xong tổ phụ liền ôm vào lòng một cháu và tổ mẫu ôm một cháu